Nhạc sĩ Hàng Châu tiết lộ câu chuyện tình có thật đầy dây dứt. Đời nghệ sĩ tuần này chào đón một tên tuổi lớn của dòng nhạc vàng, đó là nhạc sĩ Hàng Châu. Ông là một con người miền Trung đã gắn bó với mảnh đất phương Nam và mang đến cho đời những bài ca đậm tình quê hương. Những bản tình ca ngọt ngào đầy cảm xúc của nhạc sĩ Hàng Châu một lần nữa được vang lên tại đời nghệ sĩ và mang tới cho khán giả biết bao hoài niệm về một thời đã xa. Tâm sự về cơ duyên dẫn lối đến với âm nhạc để sau này trở thành nhạc sĩ nổi tiếng, nhạc sĩ Hàng Châu chia sẻ, bắt đầu từ năm 14 tuổi khi vào thành phố Hồ Chí Minh ở chung với gia đình chị cả, anh rể ông chính là nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông Thanh Sơn thì có nhiều bè bạn là ca nhạc sĩ thường lui tới tập đàn, tập hát nhộn nhịp. Khi ấy tôi còn nhỏ tuổi, chỉ biết đứng lấp ló nhìn, chứ đã hiểu gì đâu. Khi họ về, tôi mới tấy máy lấy cây đàn guitar của ông Thanh Sơn treo trên tường xuống để nghịch. Nhạc sĩ Hàng Châu nhớ lại thời niên thiếu lần đầu biết đến cây đàn. Những lần thấy nhạc sĩ Hàng Châu nghịch đàn thì anh rể lại la, đúng hơn là la chị gái ông vì không biết trông coi để em trai phá đàn. Nhiều người thường lầm tưởng là em vợ của nhạc sĩ Thanh Sơn là sống chung nhà thì chắc hẳn việc nhạc sĩ Hàng Châu trở thành nhạc sĩ không phải là điều quá khó khăn. Thế nhưng ông phủ nhận điều này và cho hay không phát hiện ra một khả năng gì cả. Nhạc sĩ Hàng Châu thú nhận ông không biết mình trở thành nhạc sĩ từ khi nào. Ông nhớ lại nhạc sĩ Thanh Sơn vì là anh rể nên cũng không theo sát em vợ. Cho đến một ngày, nhạc sĩ Hàng Châu đang nghiên cứu những bài hát của các nhạc sĩ đi trước để tập thành sáng tác thì anh rể mới chú ý đến ông. Tôi viết thì chưa hoàn chỉnh lắm nhưng ông Thanh Sơn cũng có dòm ngó qua thì bảo rằng như vậy được rồi. Sau đó ông ấy nói trên đài phát thanh họ đang tổ chức sáng tác nhạc phong trào nên kêu tôi tham gia. Từ từ rồi tôi viết lên tay và thành công hồi nào không hay. Nhạc sĩ Hàng Châu trải lòng về cách tình cờ ông đến với nghiệp viết nhạc. Một trong những sáng tác nổi tiếng được khán giả yêu mến của nhạc sĩ Hàng Châu là ca khúc Người Đã Quên. Trong bài hát này có một chi tiết khiến một số khán giả thắc mắc, đó là chi tiết 5 năm rồi người không quay trở lại. Câu hỏi được đặt ra rằng tại sao không phải 1 năm, 2 năm hay 10 năm? Lý giải cho điều này, nhạc sĩ Hàng Châu tiết lộ ca khúc có liên quan đến chuyện tình của ông với vợ cũ trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Đây là bài hát mà câu chuyện kể ra có thật và có con số rõ ràng. Vì sau khi chia tay, 5 năm sau tôi ngồi suy nghĩ lại cuộc hôn nhân cũ và nhận ra rằng đã mất nhau thật sự rồi, nên tôi mới viết 5 năm rồi người không quay trở lại. Nhạc sĩ Hàng Châu bình thản cho biết về ngọn ngành chi tiết được ông gửi gắm qua tác phẩm. Chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân này, nhạc sĩ Hàng Châu tâm sự, hai người chung sống với nhau trong khoảng thời gian dài hơn 20 năm và có với nhau hai người con. Nhưng đến một ngày khi thấy hết duyên, hết phận thì ông với vợ cũ quyết định chia tay. Đến 5 năm sau khi nhớ lại chuyện tình đó thấy cũng còn xót xa và buồn nên mới chấp bút nên ca khúc Người Đã Quên, có vẻ vừa trách mình vừa trách người, nhạc sĩ Hàng Châu nói với giọng đầy tiếc nuối. Bên cạnh chi tiết về thời gian, nhạc sĩ Hàng Châu còn thể hiện nỗi nhớ nhung về gia đình cũ và các con của mình. Điều ấy được ông viết bằng những câu hát như ta như chim nhớ lá rừng, về thăm cây thăm cội, sau rừng chiều điều hiu. Nhớ chứ, đi bỏ vậy chứ vẫn còn nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ con cái. Chính vì vậy sau khoảng thời gian bình tâm cũng đã hết đi những dỗi hờn và buồn phiền, chỉ còn lại nỗi nhớ dâng trào thì khi ấy tôi mới khẳng định bằng thời gian. Nhạc sĩ Hàng Châu xúc động chia sẻ.